Dạ, kênh Lưu Bình Vlog kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được tiếp tục gặp trở lại quý cô chú anh chị và các bạn trong video buổi chiều ngày hôm nay, ngày 10 tháng 4 năm 2024. Và bây giờ là khoảng 18 giờ, đúng 18 giờ luôn các anh chị, tức là 6 giờ chiều. Để mở đầu video buổi chiều ngày hôm nay, Lưu Bình Vlog mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hiện tại thì chúng ta đang có mặt trên con đường Lý Thường Kiệt thuộc khu vực quận 10 Sài Gòn. Con đường Lý Thường Kiệt này ngày xưa là đường Nguyễn Văn Thoại các anh chị. Hướng đi thẳng trước màn hình của các anh chị là chúng ta sẽ ra ngã tư đường Nguyễn Chí Thanh, con đường Trần Hoàng Quân ngày xưa. Đi thẳng hết đường thì chúng ta sẽ ra ngay cái con đường Hồng Bàng quận 5. Còn hướng chiều ngược lại sau Lương Bình là ngay cái ngã tư đường 3 tháng 2, con đường Trần Quốc Toản ngày xưa. Đi thẳng hết đường Lý Thường Kiệt thì chúng ta sẽ ra ngã tư Bảy Hiền, ra đường Hoàng Văn Thụ, con đường Võ Tánh ngày xưa thuộc khu vực quận Tân Bình. Trong cái video buổi chiều ngày hôm nay, kính mời quý cô chú anh chị và các bạn, chúng ta sẽ cập nhật một số cái tuyến đường quen thuộc khu vực chợ lớn quận 10, quận 5. Giờ này là giờ tan tầm, tan ca đó các anh chị, nên các anh chị thấy là đường xá xe cộ lưu thông khá là đông ở trên cái con đường Lý Thường Kiệt này. Bên tay trái trước màn hình các anh chị là chung cư Nguyễn Kim. Rồi chắc bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi nha các anh chị, mình đi một số tuyến đường ở khu vực quận 10 và quận 5. Hiện tại thì các anh chị thấy là khoảng 18 giờ chiều rồi, nhưng chờ vẫn còn khá sáng các anh chị. Bên đây là một cái cửa tiệm bán mấy cái đèn led, giờ là cũng bắt đầu là mở đèn, xe chạy là các anh chị thấy mở đèn pha hết rồi. Rồi chúng ta sẽ đi nha các anh chị. Ở trên cái tuyến đường này, ở đoạn trên là một cái chợ bán đồ điện tử cũ lớn nhất Sài Gòn các anh chị, chợ Nhật Tạo, hay còn gọi là chợ Chờ, rồi chợ Lạc Son. Nói chung là bán mấy cái đồ mà đồ điện tử, đồ cũ các anh chị, rồi linh kiện cũng có. Thường giờ này là hay là bán ra ngoài vỉa hè. Nè bên đây nè các anh chị, mình mới nói đây nè. Đó, đây là thường thường là khoảng chiều chiều, khoảng 4 giờ chiều là các anh chị thấy là bà con người dân người ta bán bài bán, chạy mấy tấm bạc ra rồi bài bán mấy cái đồ điện tử, bán nồi cơm điện, bán quạt máy quá trời đó, các anh chị thấy là đang bài bán. Rồi quần áo giày dép, nói chung là đồ cũ á các anh chị. Đó, thấy dây nhợ tùm lum hết, mấy cái dây mà dây sạc điện thoại đó các anh chị, khá là nhiều. Nói chung là thứ gì mình thấy cũng có bán. Khúc trên này là khá là đông á các anh chị, giờ này là người ta bài bán rất là đông ở ngoài cái vỉa hè này. Đó các anh chị thấy nè, đó giày dép đồ cũ, nói chung là đa số đồ cũ các anh chị. Rồi điện thoại cũ cũng rất là nhiều, đa số là đồ điện tử. Đó đây là đồ, đây điện thoại này các anh chị, đó những cái điện thoại cũ. Có bán mấy cái đồ đồng, đồ cổ đồ đó các anh chị, mấy cái bạc cắt xưa đồ, rồi mấy cái đồ đồng, mấy cái rất là nhiều, mình thấy rất là nhiều. Còn ở đây là bán điện thoại, đồng hồ. Ở khúc trên này mình thấy là bán mấy cái tượng Phật Quan Âm, Quan Thánh Đế Quân luôn. Mấy cái tượng Phật cũng đem ra bán luôn các anh chị, và nó cái gì cũng bán hết. Nói chung là đồ gì ở nhà là các anh chị có là đều có bán ngoài đây hết, mà đồ cũ các anh chị, đa số là đồ cũ. Đó điện thoại nè. Ở đây là cái con đường Vĩnh Viễn, chúng ta đi thẳng xuống khúc dưới nha các anh chị. Ở trên nó mình sẽ đi một vòng cái khu vực chợ Nhật Tạo này. Chợ Nhật Tạo này là chợ mà nổi tiếng nhất Sài Gòn, chuyên về bán đồ điện tử, đồ mới cũng có các anh chị. Đó đồng hồ, rồi bếp ga, bếp từ tùm lum hết, rồi mấy cái ấm nước, bình thủy, đồ đi nóc, ấm đun sôi.
rồi mấy cái dây điện, dây nhợ tùm lum, bán rất là nhiều quý anh chị. Nói chung là cái gì cũng bán. Đây là cái gì đây? Quá trời. Đó, các anh chị thấy giờ này là bắt đầu hoài ra bán rất là nhiều, bán cho dặn cho đến tối luôn các anh chị. Đó, giày dép cũng có bán, quần áo nữa, điện thoại, ở đây là điện thoại, giày dép cũ. Đó, bên tay trái màn hình các anh chị là chung cư Nguyễn Văn Thoại ngày xưa, nay là chung cư Lý Thường Kiệt. Còn ngay đây là bán điện thoại. Ủa, bán luôn cái mấy cái nón bảo hiểm luôn, âm ly máy tính vi tính rồi đó các anh chị. Cô mới bán mấy cái chanh gì vàng á, mã vàng đó các anh chị, bán luôn rất là nhiều. Nói chung thì hàng ở đây đa số là cũng hàng trôi nổi các anh chị, hàng không có nguồn gốc nên mình đi quay mình cũng sợ lắm. Nói vậy chắc đa số các anh chị cũng hiểu. Đó, bên đây là bán mấy cái gì, mấy mỹ phẩm cũng có luôn các anh chị, sữa tắm gì cũng có bán. Ngay khúc này là nhiều nhất cho các anh chị, ngay cái đoạn này nè, đi thẳng vào luôn. Điện thoại, đồng hồ, các anh chị thấy khá là nhiều. Bên tay trái là các anh chị thấy nè, đó, bán mấy cái nồi, đó, âm ly, rồi máy cassette cũ, âm ly, rồi mấy cái bếp nướng rất là nhiều, điện thoại. Ở các anh chị thấy không, khá là nhiều. Giờ này cũng chiều tối rồi các anh chị, nên các anh chị thấy là đa số các tiệm này nó mở đèn hết. Còn bên tay phải đây là những cái tiệm bán đồ điện, bán mấy cái bóng đèn led đó các anh chị, rồi quạt máy rất là nhiều. Đó, ngay cái đoạn này bên tay phải màn hình các anh chị không, đó, người ta giờ này người ta đến đâu tìm xăng lùng mấy cái đồ cũ á, rất là nhiều cái gì giờ này. Bên trong đây là bán, nói chung cũng bán đồ điện tử mà dây nhợ đồ nhiều lắm các anh chị, mấy cái dây sạc điện thoại đồ rất là nhiều, mà không biết có xài được hay không thì không biết. Đó, đây là ngay cái con đường Lý Nam Đế các anh chị. Mình đi một vòng nha các anh chị, mình đi một vòng mình cập nhật cái tình hình cái chợ điện tử lớn nhất Sài Gòn này như thế nào. Đó, bà con người dân người ta cũng ghé vào, người ta bán mua cũng có các anh chị. Nói chung là đồ trà, đồ nhôm năm 80-90 chắc đa số các anh chị biết từ cái dùng từ mà trà đồ nhôm á, chắc đa số các anh chị hiểu. Đó, trà đồ nhôm là ở khu vực chợ này rất là nhiều các anh chị. Đó, xe bán bánh tráng. Chúng ta đi một vòng mình cập nhật cái tình hình cái chợ này như thế nào nha các anh chị. Mình cũng lâu rồi mình cũng không đi vào cái đoạn này, đoạn đường này. Đó, bán gì tùm lum hết. Đó, điện thoại, mấy điện thoại cũ. Nói chung thì đồ ở đây đồ cũ mà các anh chị, nên là giá mà rất là rẻ, rẻ mà như cho luôn á. Nó có mấy cái laptop luôn nữa nè, nhưng mà tùy theo các anh chị lựa. Nhiều anh chị mà chuyên có kinh nghiệm mà đi săn lùng đồ cũ á, đó, mình mua nhầm mấy cái đồ điện tử mà đồ mà hàng mà chất lượng nó xài rất là tốt, rất bền các anh chị. Còn đa số là những cái đồ cũ các anh chị biết rồi, có cái xài được, có cái xài không. Đó, để vỏ vỏ nè, quá trời, mấy dây cáp điện thoại. Ui, đâu mà nhìn thấy nó gói luôn, gói đỡ hình luôn các anh chị. Quá trời, tại do cái này là cái chợ đồ cũ nên đồ trôi nổi đó các anh chị, mình đi lướt lướt qua thôi, mình không dám ngừng lại, mình quay mình ngừng lâu quá mất công lắm, có chuyện gì mất công á các anh chị cũng nguy hiểm. Đó, bên đây là bán mấy cái đồ điện, bóng đèn led, rồi đèn ngủ, quá trời. Trong cái đoạn đường, trong cái con hẻm này là các anh chị là đồ điện tử, đồ cũ cũng nhiều lắm. Đó, đây là bán đó, dây nhợ quá trời, mấy cái dây cáp điện thoại đó các anh chị, để nùi gói tùm lum hết. Các anh chị vô mua mình lựa thôi, lựa chúng hàng tốt mình xài, còn không thì thua. Đó, dây nhợ điện thoại quá trời, để đóng nè các anh chị. Đó, đồ điện thoại. Đó, điện thoại để rất là nhiều điện thoại các anh chị, ngay cái bàn này nè. Đó, quá trời điện thoại luôn.
Đó, điện thoại thì nói chung thì hàng cũ mà, đồ cũ mà các anh chị. Mình mua tùy theo cái đó do mình thôi, mình lựa mình có kinh nghiệm mình lựa thì nhầm cái đồ mà đồ tốt của mình xài. Đó. Đó, ngay cái này là hai bên nói chung cũng cũng có bán đồ đồ cổ các anh chị, mà dạng mà đồ xưa đó các anh chị, đồ xưa thì cũng có nữa. Rồi những mấy cái đồ mà thời lính, thời mà thời chiến ấy, như là mấy cái bình ba ton là bình nước đồ đó, rồi mấy cái nón cối đó bên em mà nè, đó tivi màn hình led đó, tivi hồi xưa đó các anh chị, cũ lắm rồi cũng có bán. Hai bên đây là quán cà phê đó, đây bán rồi dây chuyền, nhẫn, mã vàng vô tùm lum hết. Còn ngay cái góc này là cái điện thoại, bán điện thoại cũ, laptop. Đó, các anh chị thấy không, rất là nhiều. Có nhiều người hoặc là nhiều cái tiệm điện thoại mà sửa chữa điện thoại đó các anh chị. Người ta cũng hay ghé đi mua lắm, chủ yếu là người ta mua về người ta tháo linh kiện ra để người ta sửa chữa điện thoại đó các anh chị. Ví dụ người ta mua điện thoại về, mua ở đây nè, giá nó rẻ lắm. Mua về mình lấy linh kiện để mình sửa cho người ta, sửa cho khách đến sửa điện thoại hư rồi đó. Đó, đây là ngay chỗ cái đường Vĩnh Viễn. Đó, ngay cái đoạn này các anh chị thấy nè, giày dép cũng có luôn. Có người đem ra bán cũng có, ở đây mua cũng có, hoặc trao đổi hàng hóa với nhau cũng có các anh chị. Hàng trôi nổi rồi đó, tùm lum hết đó. Đó, các anh chị thấy không, rất là nhiều. Đi, bắt đầu đi là chờ nó tối tối từ từ rồi đó các anh chị. Ở bên đây cũng có. Đó, các anh chị thấy là bày bán ngoài vỉa hè rất là nhiều. À, chợ, cái chợ Nhật Tảo này là nó có từ xưa giờ rồi các anh chị, nó có từ nào giờ rồi, nó lớn nhất Sài Gòn luôn. Đa số là tập trung là đồ bán đồ đồ cũ là nằm ngay ngay cái khu vực này. À, nhưng gần đây thì ở trên các tuyến đường Sài Gòn cũng có các anh chị, thì mình đi lâu lâu mình cũng có gặp có một hai người bán mấy cái đồ cũ, bán mấy cái đồ điện tử đó, là bán rải rác ở trên đường phố cũng có. Đó, bên đây cũng có nữa nè, bán rất là nhiều, bán mấy cái điện thoại, ô xin lỗi các anh chị, bán mấy cái tivi mà ngày ngày trước đó các anh chị, tivi mà bự bự đó mà cũng bán luôn, giày dép dép gì cũng đem ra bán. Đó, đây là con đường Lý Nam Đế. Đó, đây là cái chung cư căn hộ cao cấp các anh chị, cái tên gì mình quên rồi. Chung cư này bên trong rất là đẹp, mình có vào rồi các anh chị, có một người bạn ở trong đây. Ở trên cái tuyến đường này đa số là bán đồ đồ điện tử các anh chị. Có những cái tiệm giờ chiều thì người ta dẹp mấy cái đồ mà những cái tiệm mà bán ở trong nhà đó các anh chị. Đó thì giờ chiều chiều á người ta dẹp, còn buổi chiều giờ này nè là cái chợ chờ, là những mấy cái anh mà bán ngoài lề đường á, rất là nhiều. Còn cửa hàng thì giờ này chắc dẹp rồi các anh chị, cũng có mở mà cũng dẹp bớt rồi. Đó, bên hai bên luôn các anh chị, bán đồ điện tử, bán loa nè, bán loa karaoke, rồi mấy cái đầu máy DVD ngày xưa rất là nhiều. Đó, giờ này là hai bên các anh chị thấy mấy cái cửa hàng bán bên trong thì đóng cửa hết rồi. Mình sẽ đi thẳng trên cái con đường Lý Nam Đế này nha các anh chị, mình sẽ ra ngay cái con đường Nguyễn Chí Thanh. Nguyễn Chí Thanh, con đường Trần Hàng Quân ngày xưa đó các anh chị. Đó, đây là quán ăn. Bắt đầu là nó tối từ từ rồi các anh chị. Thì để Sài Gòn thì khoảng cỡ 6 giờ mấy, cỡ 6 giờ rưỡi mình mới thấy mở đèn đường. Nên có nhiều khi đi cái đoạn đường nào nhiều khi hơi tối á, các anh chị thấy không rõ, các anh chị cũng thông cảm. Đi thẳng có đường đường này là chúng ta sẽ ra Nguyễn Chí Thanh. Nguyễn Chí Thanh mình đi mình cập nhật ngay cái khóm, ngay cái khu vực bệnh viện Chợ Rẫy nha các anh chị. Bệnh viện Chợ Rẫy này là vào buổi chiều này là các anh chị xem là tình hình như thế nào, rất là đông các anh chị. Đó, ở đây ngay hai bên này cũng bán đồ ăn thức uống quá trời.
đường đường xá đồ thấy giờ này là quán ăn thấy rác quá trời rác. Đó đây trước màn hình kính chị, đây là con đường Nguyễn Chí Thanh, con đường Trần Hoàng Quân ngày xưa. Bên kia đường là cái viện răng hàm mặt trung ương. Khu vực ở đây thì bệnh viện khá là nhiều kính chị, bệnh viện Đại học Y Dược, răng hàm mặt trung ương, bệnh viện Chợ Rẫy. Ở bên tay phải màn hình kính chị là những cái tiệm bán thuốc tây hoặc là bán mấy cái dụng cụ y khoa. Còn bên tay trái màn hình kính chị là bệnh viện Chợ Rẫy. Ở bên cái dãy bên bệnh viện Chợ Rẫy là thuộc quận 5 kính chị, còn bên tay phải bên đây là thuộc quận 10. Đó giờ này xe buýt nè kính chị, chạy giờ này là kẹt xe dữ lắm. Đó, nó đậu giữa đường vậy đó. Bình bực nhất là xe buýt, cái chị đi đường bực nhất là xe buýt. Nó đậu và hồi nó muốn ban vô là nó ban à. Mình rất là mệt. Muốn tấp vô là tấp, mà cánh chị nên mà đi đi mà ngay phải xe buýt thì phải cẩn thận. Nhiều khi nó quẹt chúng ta té. Đó trước màn hình cánh chị đây là ngay cái cổng chính bệnh viện Chợ Rẫy. Cánh chị thấy không, khá là nhộn nhịp. Rất là đông cánh chị, giờ này là giờ thăm bệnh là hết rồi cánh chị. Đa số là ở đây là bệnh nhân rồi người nuôi bệnh, người ta ra đây người ta ăn ăn tối. Đó bệnh viện Chợ Rẫy cánh chị thấy không, sáng sáng trưng luôn. Đó các nói chung là bệnh viện này là quá tải cánh chị, phòng ốc ở phòng mấy cái phòng bệnh nữa coi như là hết, phải nằm ra ngay cái hành lang nằm, nó gãy đông rất là đông, rất là nhiều cánh chị trải chiếu ra hành lang nằm phòng. Đó các anh chị thấy ngay khu vực phía trước bệnh viện Chợ Rẫy rất là đông. Bệnh viện Chợ Rẫy này nó là một cái bệnh viện đa khoa trung ương, nó thuộc cấp quốc gia các anh chị. Đó, đây là ngay cái con đường Lê Đại Hành. Con đường Lê Đại Hành này ngay cái khúc này đa số là bán đồ ăn để phục vụ bệnh nhân rồi người nuôi bệnh các anh chị, khá là đông ở ngay cái tuyến đường này. Nó thuộc cái bệnh viện thuộc quốc gia, cái nhiệm vụ chính chính của nó là phục vụ khám chữa bệnh cho bà con người dân ở khu vực các tỉnh thành Nam Bộ. Đây là một cái bệnh viện là tuyến cuối hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế các anh chị. Chính vì vậy là khám và chữa bệnh cho bà con ở khu vực các tỉnh đó. Cho nên là các anh chị thấy là bà con lên đây khám bệnh rồi nó rất là nhiều, đều dồn về tập trung về cái bệnh viện Chợ Rẫy này. Cho nên bệnh viện Chợ Rẫy này hiện nay là phải nói là quá tải, thường xuyên là chuyển bệnh nhân qua các bệnh viện khác anh chị, bởi vì là quá tải không có chỗ chứa nữa. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục mình cập nhật trên cái con đường Nguyễn Chí Thanh này nha các anh chị. Đó các anh chị thấy giờ này là chưa chưa có đèn đường nên cái đường các anh chị thấy nó hơi tối. Ngay cái ngã tư này là cái đường Thuận Kiều. Đường Thuận Kiều nếu chúng ta rẽ trái là chúng ta sẽ ra ngay cái Châu Văn Liêm, quận 5 đó các anh chị. Châu Văn Liêm Tổng đốc Phương ngày xưa đó. Đi về cái đường Hải Thượng Lãn Ông. Chúng ta sẽ đi qua cái ngã tư này luôn nha các anh chị. Còn bên tay phải thì chúng ta sẽ đi ra ngay cái hướng mà đi ra cái chợ Nhật Tảo hồi nãy đó các anh chị, rồi ra chợ Thiết. Chợ Thiết. Đó ngay cái đoạn đường này, đoạn đường Nguyễn Chí Thanh này mình hay gọi là phố bàn thờ các anh chị. Bởi vì các anh chị thấy là hai bên là các cửa hàng bán những cái trang thờ, những cái bàn thờ mà đa số là bàn thờ ông thần tài thổ địa đồ đó các anh chị, rất là nhiều. Ở hai bên này là bán của nó là chuyên về những cái trang thờ, bàn thờ. Cái con đường Nguyễn Chí Thanh này là ngay cái đoạn này bán mấy cái đồ cúng kiến, đồ trang thờ là hết cái đường Nguyễn Chí Thanh ở khúc trên luôn các anh chị, nó tới ngay chỗ cái con đường Nguyễn Thị Nhỏ luôn. Đa số hai bên là nó bán bàn thờ, trang thờ, rồi bán mấy cái tượng Phật đồ đó các anh chị. Bán rất là bán từ xưa nữa rồi, rất là lâu rồi các anh chị. Hai bên luôn các anh chị thấy là rất là sáng. Cái bệnh viện Chợ Rẫy này các anh chị thấy là phải nói lúc nào cũng đông. Lúc nào cũng đông, các anh chị đi ngang thấy lúc nào cũng đông, không có khi nào thấy vắng.
lại có bình quay rồi các chợ đồ mình hay nói vui á, bây giờ là chợ nào cũng vắng, có riêng chợ Rẫy là đông. Giờ là các anh chị cũng biết rồi, tình hình kinh doanh buôn bán rất là ế ẩm các anh chị, vắng khách rất là nhiều ở các chợ truyền thống của Sài Gòn. Nhiều người lao động phí việc làm thất nghiệp phải nói tràn lan ở trong cái bối cảnh là tình hình thi thối kinh tế là chưa ổn định các anh chị. Năm ngoái năm 2023 chỉ là cái suy thoái kinh tế là mới bắt đầu thôi các anh chị, sang năm 2024 này kinh tế phải nói là nó khó khăn hơn là nhiều, dự đoán là khó khăn hơn nhiều các anh chị. Các chợ truyền thống hiện nay các anh chị thấy buôn bán ế ẩm, tiểu thương rồi bỏ sạp, đóng cửa sạp, sang sạp phải nói rất là nhiều. Do là nhiều cái siêu thị, trung tâm thương mại, rồi cửa hàng tiện lợi, tiện ích nó mở ra nhiều đó các anh chị. Cùng với sự phát triển thương mại điện tử cho nên là nó đang cạnh tranh trực tiếp với các chợ truyền thống tại Sài Gòn. Cái đường đoạn này, chỗ này thì hai bên cũng bán quán ăn là cũng khá nhiều các anh chị. Khúc trên đây nè, nó có cái đường Hà Tôn Quyền, nó có cái phố Há Cảo Hà Tôn Quyền đó các anh chị, cũng rất là nổi tiếng ở khu vực chợ lớn Sài Gòn. Đây là ngay cái ngã tư đường Nguyễn Chí Thanh và Tạ Uyên các anh chị. Mình sẽ rẽ tay trái nha các anh chị, mình đi về cái hướng bến xe chợ lớn. Đường xá tính đó các anh chị thấy giờ này là đèn đường nó mới mở được mờ mờ nè các anh chị, nó từ từ nó mới sáng. Cho nên con đường nó các anh chị thấy nó hơi tối. Ngay cái đoạn đường Tạ Uyên này là nó chuyên về hai bên, nó chuyên về bán máy móc rồi linh kiện, máy công nghiệp, nông nghiệp đồ các anh chị, dây cu ro rồi nói chung bù lon, con tán rồi nhiều lắm. Giờ này là chiều nó dẹp hết rồi các anh chị đi ban ngày là nó bày bán khá là nhiều. Bù lon, con tán rồi dây xích rồi thấy bày bán ra vỉa hè rất là nhiều. Các anh chị thấy là mới có khoảng 6 giờ mấy. Hồi nãy mình quay là 6 giờ. Giờ đi thì nãy giờ chắc cũng khoảng 20 phút. Đó, hai bên bây giờ bắt đầu là có mở mấy cái quán ăn, quán nhậu. Quán nhậu bây giờ là cũng rất là ế các anh chị. Thổi nồng độ cồn căng quá, bây giờ là mấy anh nhậu sợ trốn rồi. Không dám nhậu nữa, về nhà nhậu cho chắc ăn. Đây là trước màn hình các anh chị, chúng ta đến đây là ngay cái giao lộ con đường Hồng Bàng. Chúng ta sẽ đi qua bên thẳng qua bên kia luôn nha các anh chị. Nếu chúng ta rẽ phải, chúng ta đi thẳng là chúng ta sẽ ra ngay cái vòng xoay Phú Lâm, ra xa cảng miền Tây. Còn bên đây đường là con đường Phú Hữu. Phú Hữu thuộc khu vực chợ lớn quận 5 các anh chị. Cái đường này đi thẳng là chúng ta sẽ ra ngay cái con đường Trang Tử, ngay phía sau bến xe chợ lớn. Còn ở đây là cái ngã tư đường Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi quẹo, nếu mà rẽ trái chúng ta đi thẳng ra hết đường là ra ngay chợ Bến Thành, trung tâm quận 1 Sài Gòn. Các anh chị thấy là đường xá Sài Gòn bây giờ nào cũng đông hết các anh chị. Sáng, trưa, chiều, tối giờ nào cũng đông. Còn ngay cái đoạn này thì ngay cái khu vực chợ lớn, ngay cái đoạn này nè các anh chị, đa số là bán mấy cái bao bì, rồi mấy cái tấm bạc, rồi bao bì giấy đồ các anh chị, rồi bán hộp gà, hộp vịt đồ ngay chỗ khu vực này cũng khá là nhiều. Đó, xe buýt nè, xe buýt chắc đang chạy vào bến xe chợ lớn các anh chị, bến xe bus chợ lớn. Đó, trước màn hình các anh chị đây là ngay cái cổng sau bến xe bus chợ lớn. Còn bên tay phải màn hình các anh chị là con đường Trang Tử. Đó, đây là bán cam. Cam giờ rất là rẻ các anh chị, 7.000 đồng một ký. Dại cú cam. Chúng ta sẽ rẽ phải nha các anh chị, chúng ta đi vào cái con đường bên hông bến xe. Ngay cái khu vực này là một cái chợ tự phát các anh chị, đa số là bán trái cây. Ngay khu vực thì đa số là bán trái cây.
Không phải, cái này không phải là mình thấy có một số kênh quay á, là nói là chợ này là chợ Trần Chánh Chiếu, không phải các anh chị. Chợ Trần Chánh Chiếu là nó dẹp lâu rồi, là nằm ở phía bên tay phải màn hình các anh chị, ngay cái con đường này nè. À, Phú Giáo Phú gì đây, ở đây nè, xóm voi Phú Giáo gì đó, là chợ Trần Chánh Chiếu là nó nghỉ dẹp lâu rồi các anh chị. Chợ cá đó là nó di dời ra ngay chỗ chợ Bình Điền rồi. Còn ngay cái khu vực bên hông bến xe Chợ Lớn này á, là đa số là cái này, khu vực này là tự phát đó các anh chị, thấy không, bán trái cây rất là nhiều. Khu vực này là đa số bán trái cây các anh chị, bán đa số bán các loại trái cây đó, cam 7.000 đồng ký, 9.000, có nhiều loại, loại lớn loại nhỏ. Cái chợ này hình như là nó bán sáng đêm luôn các anh chị, chỉ có là giờ này các anh chị thấy đông thì đêm thì nó vắng bớt, dẹp bớt đó. Bán rất là nhiều loại trái cây. Ở phía trước là thấy có khách nước ngoài tham quan nữa nè các anh chị, đang dạo phố tham quan cái chợ này, kẹt xe ngay chỗ này. Ủa, bên đây là bán cái măng cầu các anh chị, măng cầu gai nè, quá trời luôn, trái nào trái nấy bự chà bá. Cái con đường này đi thẳng là chúng ta ra cái con đường Nguyễn Thị Nhỏ các anh chị. Đó, trước màn hình các anh chị, đây là ngay cái bên tay phải là cái xóm voi, còn bên tay trái này chúng ta đi thẳng ra là chúng ta ra ngay chỗ cái chợ Bình Tây, thuộc khu vực quận 6 Chợ Lớn. Còn đi hết cái con đường này, ngay cái ngã tư trên đó là con đường thuộc cái con đường Nguyễn Thị Nhỏ, thuộc quận 6 các anh chị. Đó, cái đoạn đường này, cái chợ này các anh chị thấy là bán toàn là trái cây. Mình cũng hay ra đây mua trái cây lắm các anh chị. Nhà mà có cúng kiến gầm nổi gì á là hay ra chỗ này mua trái cây. Rồi chúng ta sắp ra ngay cái giao lộ đường Nguyễn Thị Nhỏ các anh chị. Nếu chúng ta rẽ tay trái thì ra cái con đường Lê Quang Sung, ra Phạm Đình Hổ, đường Hậu Giang thuộc khu vực Chợ Lớn quận 6. Còn nếu chúng ta rẽ phải bên đây á, là chúng ta sẽ ra lại cái con đường Hồng Bàng. Đi thẳng hết đường thì chúng ta sẽ ra con đường 3 tháng 2. Rồi đến đây chắc video cũng khá dài rồi các anh chị, chắc mình cũng xin phép là ngừng video tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn cũng đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.